Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch phường Núi Sam tổ chức xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Theo đó, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch phường Núi Sam huy động toàn bộ lực lượng y tế, dân quân đi từ ngõ, gõ từng nhà, thực hiện tốt nguyên tắc 5K, xét nghiệm cho người dân. Đến nay, phường Núi Sam đã xét nghiệm lấy mẫu cho 5.740 hộ dân, đạt 100%, với 21.623 dân số, đạt tỷ lệ 29%, đồng thời tổ chức test nhanh cho 429 lực lượng làm nhiệm vụ, gồm công an, dân phố, y tế, đoàn thanh niên, các trường hợp nguy cơ cao, người làm các công việc vận chuyển như giao hàng, tài xế, xe ôm, làm nông, ban quản lý khu di tích, miếu bà chúa xứ Núi Sam, quản lý chợ, các lực lượng tình nguyện viên, chùa Quỳnh Đạo, chùa Hang. Việc tổ chức xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng nhằm tầm soát COVID-19, bóc tách triệt để các F0 trong cộng đồng, quyết tâm giữ vững, mở rộng vùng xanh an toàn với mục tiêu bảo vệ sức khỏe tính mạng cho nhân dân, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.